Truyện Phật giáo. Công đức sám hối. Thuở xưa, ở đời nhà Lương, vua Võ Đế có quen với một vị hòa thượng hiệu là Chí Công, hằng ngày trò chuyện với nhau rất thân thiết. Hoàng hậu Hi Thị là vợ của vua, thấy vậy bèn can gián vua rằng đừng chơi với người ngu tăng ấy. Nhưng vua Võ Đế chẳng hề nghe lời bà, vẫn giao du như thường. Khi ấy, hoàng hậu giận lắm, bà toan lập mưu hại ngài Chí Công. Bà bèn lén dùng thịt chó để làm nhân bánh, rồi sai người hầu đem bánh ấy đến chùa Mà Trai Tăng. Nhưng ai ngờ, hòa thượng Chí Công đã biết trước, nên dự sắm áo tràng rộng tay, làm bánh chay, bỏ vào tay áo, rồi khi trai tăng, lén bỏ bánh mặn vào tay áo, lấy bánh chay ra ăn. Bà Hi Thị đợi tin hòa thượng ăn rồi, tức thì tâu với vua rằng: bánh ấy thiếp dùng thịt chó làm nhân, ông Chí Công ăn bánh mà không biết là nhân gì, thiệt là người phạm ngu muội, không có đạo đức trí tuệ gì cả, vậy mà nay bệ hạ còn làm bạn nữa chăng? Vua nghe nói như vậy thì nổi giận, liền mang gươm đến chùa mà giết hòa thượng. Khi ấy ngài Chí Công cũng đã biết trước sự việc, nên ra ngoài cửa chùa đứng đợi vua đến. Lúc vua ngự đến, trông thấy hòa thượng đang đứng trước cửa chùa thì hỏi rằng: ông ra đứng đây làm chi? Ngài Chí Công đáp rằng: bần tăng biết bệ hạ đến giết bần tăng, nên bần tăng ra đây đứng đợi. Nếu bệ hạ vào chùa mà giết hại thì ô uế chốn Già Lam, tội nghiệp lắm. Vua nghe hòa thượng nói như thế thì kinh hồn, chắp tay niệm Phật và sám hối, rồi liền mời hòa thượng vào chùa mà hỏi rằng: ngài đã tiên tri được như vậy, vì sao còn ăn lầm bánh thịt chó mà không biết? Ngài Chí Công bèn đáp rằng: muôn tâu bệ hạ, bần tăng có ăn đâu. Tâu rồi, ngài liền thỉnh vua ra sau vườn, gọi người đào đất, lấy bánh thịt chó lên, thấy vẫn còn đủ 120 cái. Hòa thượng bèn lấy nước tịnh thủy phun vào, tức thì mỗi 10 bánh hợp lại hóa thành một con chó, hình thể vận động như thường. Vua thấy vậy thì thất kinh, mới biết pháp lực thần thông của ngài Chí Công thiệt là cao cường quảng đại. Vua liền trở vào chùa, hết lòng lễ sám hối những sự lỗi lầm mà mình đã gây ra. Từ ấy, Võ Đế càng yêu mến hòa thượng Chí Công hơn ngày trước nữa. Trái lại, bà Hi Thị thấy thế thì lại càng giận thêm. Có lần, bà sai kẻ hầu hạ đến chùa, lấy kinh sách, đem ra đốt hết. Đến niên hiệu Thiên Giám, bà mang bệnh nặng, phải từ trần. Chết rồi, đầu thai làm con rắn mãng xà, ở sau hậu cung, ẩn mình, không cho ai thấy. Thừa khi ban đêm, bà lại mách điềm chiêm bao cho vua Võ Đế hay rằng: bệ hạ ơi, khi thiếp còn sống, ăn ở bất nhân, tổn vật, hại người, làm điều tham độc. Vì cớ ấy, nên nay, thiếp phải làm thân mãng xà. Thân đã dài, vóc lại lớn, bò lết không nổi, đói không có chi ăn, khát chẳng có chi uống, cực khổ nhiều bề. Còn mỗi trong chân vẫy, lại có thứ độc trùng đeo vào, cắn rứt da thịt, đau thắt ruột thắt gan, thật là khó chịu. Thiếp nghĩ, vì thiếp cùng bệ hạ, vẫn là tơ duyên, chỉ nợ, tình vợ nghĩa chồng, mà nay, thiếp bị đọa ra thân súc sanh thế này, bệ hạ nỡ lòng nào hưởng thọ phú quý một mình, mà không tìm phương chi cứu thiếp, nên xin bệ hạ hãy từ bi, thỉnh thầy làm chay, độ giải cho thiếp. Nếu may nhờ Phật Pháp hộ trì, thoát ra khỏi vòng ác báo, thì thiếp cảm ơn đời đời. Vua Võ Đế nghe rồi, bèn giật mình tỉnh dậy, rầu rĩ, khóc lóc một hồi. Trời vừa sáng, vua liền truyền lệnh, rước các thầy sa môn, nhóm tại điện rồi hỏi rằng: vậy trong hàng chư tăng, ai có phép chi, cứu giải hoàng hậu khỏi điều tội khổ chăng? Hòa thượng Chí Công tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, tội của hoàng hậu rất nặng, xin bệ hạ hãy thiết lập đàn tràng lễ bái sám hối thì mới cứu được. Vua Võ Đế bằng lòng, liền thỉnh cầu hòa thượng Chí Công soạn ra 10 quyển sám văn, rồi thiết đàn trong cung làm chay 3 tháng, cầu sám cho hoàng hậu. Có một hôm kia, khi trai đàn gần mãn, bỗng có một mùi hương nồng nàn
bay khắp trong cung điện. Vua Võ Đế ngước mắt ngó lên trời, thấy có một nàng con gái, nhan sắc tuyệt trần, đứng giữa hư không mà chắp tay, tâu cùng vua rằng: "Thiếp nhờ công đức của bệ hạ cầu sám hối, mà đã thoát được thân mãng xà, sanh về cõi trời Đao Lợi. Nên thiếp phải hiện thân ra cho bệ hạ thấy, để làm chứng nghiệm vậy. Thôi, thiếp xin cảm tạ, kính chúc bệ hạ ở lại bình an." Bà nói rồi, liền ẩn mình, không thấy nữa. Khi ấy, vua Võ Đế nửa mừng nửa khóc, không xiết sự tình, bèn lui vào cung, mời Hòa Thượng Chí Công mà hỏi rằng: "Hoàng hậu của trẫm lúc còn sống, hết sức thù ghét Hòa Thượng là Túc Duyên, làm sao mà gây ra cừu oán như vậy?" Ngài Chí Công tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, sự cừu oán, duyên do kiếp trước, có một vị trú trì và một vị giám tự ở chung một chùa. Trong chùa ấy, có cái đôn để nước. Dưới chân cái đôn, có con thiện trùng, thường kêu trong khi ban đêm. Tiếng kêu của nó in ỏi như thể tiếng con dế hay con vạc sanh vậy. Thường khi ông trú trì tới đó lấy nước súc miệng, rửa mặt, thì cũng chú nguyện cho con ấy mau mau thoát đặng cái thân súc vật, mà sanh về đường nhân luân. Một bữa kia, ông trú trì đi khỏi, ông dám tự ghét con thiện trùng, vì đêm nào cũng kêu, làm cho lòng ông không được thanh tịnh, và chẳng cho ông ngủ thẳng giấc, nên ông bèn bắt con ấy, lấy dao, cắt ngang giữa lưng làm hai, rồi cũng bỏ lại dưới chân đôn như cũ. Qua bữa sau, ông trú trì về, trót đêm, không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa, bèn kiếm dưới chân đôn, thì thấy nó đã chết rồi. Ông thương khóc, niệm Phật, chú nguyện cho nó, và lấy một miếng vải đỏ, buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi đem chôn sau vườn chùa. Muôn tâu bệ hạ, con thiện trùng ấy, tức là kiếp này làm thân hoàng hậu, còn vị giám tự kia, kiếp này làm thân của bần tăng đây. Vì vậy, quan gia gặp nhau toan đòi nợ trước. Nếu tôi kiếp này tu hành lơ láo, thì có thể nào thoát ra khỏi tay của hoàng hậu? Vua Võ Đế nghe nói, liền gật đầu mà đáp rằng: "Hèn gì hoàng hậu của trẫm thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng, không khi nào rời bỏ, mà trẫm không biết cớ làm sao. Có một đêm, hoàng hậu ngủ mê, trẫm lén mở sợi dây ấy ra, thì hoàng hậu nói rằng đau lưng, rồi lấy dây ấy buộc lại vào, tức thì không đau nữa. Nay hòa thượng bày tỏ sự túc trái như vậy, thì biết Phật nói nhân quả, quả thiệt là không sai." Từ ấy, vua Võ Đế lại càng tin tưởng vào Phật Pháp, trọng đại chúng tăng, và nguyện một lòng, phụng sự Tam Bảo.